không biết tưởng cái hộp này là để đèn thôi, không phải đâu bạn. Nó là bên trong rồi, nó có cái chân con cò hydraulic mà tại vì mình mở ra không được chứ mình mở ra được là tốt lắm. Thấy không? Nó có cái đèn ở dưới nhưng mà nó bay ban đêm, nó rọi đèn xuống nè. Thấy không? Để người ta biết là nó bay để đại thắng mà. Đó, cái cánh của nó này. Các bạn thấy chưa? Ha. Thấy sướng chưa? Không có ngờ. Mình có thể đứng gần chiếc máy bay. Dù là các bạn không gần nhưng mà bắt mình quay để mình đưa lại cái cảm giác đó và cho các bạn thấy gì vật và cái cách cấu tạo chiếc máy bay như thế nào. Đây là khi mà mình bay thì ai bay ra thì nhìn thấy cái thằng này hết chưa, ai cũng nhìn thấy cái thằng này hết, nhưng mà đại khái như vậy đâu đó. Đây nó bên trong nó là cái hộp, nó đựng cái chân con cò để nó đưa cái cánh lên xuống không không à, mà thật sự có một cái video mà thôi nó bị sung cái hộp đó ra nhưng mà vẫn bay được. Mình có mình kinh khủng không?
chân lên khi mà nó bay. Khoảng nhìn thấy cái đầu dê đó. Wow, cái đầu dê đó ghê không? Này, các bạn coi ở dưới cái đít của nó nè. Trời ơi, các bạn ơi, mình đi máy bay rất là nhiều lần. Mà có thể nói là trong nước Mỹ thì mình đi rất là nhiều mà mình chưa bao giờ mà được đứng gần để mà rờ nó. À, ngày hôm nay là cái giấc mộng của mình đã coi như nói thật là mình rất là vui vẻ và vui vì mình không ngờ mình lại có thể rờ được chiếc máy bay như vậy. Mình không ngờ được. Bây giờ mình rờ này cho các bạn nè. Các bạn phải dư mình rờ nè. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đang rờ được chiếc máy bay giống mình nha. Thấy chưa? Mình muốn chia sẻ với các bạn cái cảm giác của mình như thế nào. Trời ơi, nó quấn được hồn các bạn. Ở dưới nó có cái đồ này, nó gai cái gió giống như đi dưới cái tàu vậy đó. Nó không đáng bao nhiêu nhưng mà mình cũng mất các bạn mình nghĩ đó. Thấy chưa? Coi nè, cho các bạn coi cái thắng của nó nha. Ôi trời ơi, đó, thắng của máy bay nè. Ghê, các bạn thấy kỳ công không? Như thế nhất nè, các bạn cái quan trọng là mình coi mà mình phải được nhìn gần nó, rờ được nó, cái cảm giác mình cứ sung sướng. Các bạn thấy chưa? Michelin và Price Stone. Để coi thằng nào làm. Oh, good year.
R nè. Các bạn bây giờ cùng với mình R cái máy bay nha. Nè, các bạn cùng với mình R chiếc máy bay để có một cái cảm giác được như mình. Nếu các bạn nào yêu máy bay và xe tăng và xe lửa thì đúng là cùng tổ hợp với mình rồi. Bởi vì mình rất thích máy bay, mình mê máy bay lắm. Trời mê lắm. Và đồng thời ở YouTube nó có một cái video, một cái cô đó người ở bên Đức, cô thích máy bay, cô mua mấy cái hàng để đại hồng cổ luôn. Để bữa nào mình đại cái lính cho các bạn xem. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn nha. Ôi trời ơi, cái engine của nó này các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Và có một điều để mình nói cho các bạn nghe nha. Nhiều người nói là tại sao cái engine này nó không có tròn, nó méo. Là tại vì thật sự á, là nó có cái câu chuyện của nó để mình kể cho các bạn nghe nha, rất là hay nha. Là bởi vì á, cái chiếc máy bay này hồi xưa, cái thời trước á, nó làm cái vòng tròn thì gắn vô máy bay á, nó bị đụng đất các bạn. Nên sau này nó chế ra cái engine các bạn ha, nó đâu có tròn đâu, nhưng mà bên trong thì tròn, đương nhiên bên trong là tròn. Nè, để nhìn rõ nè, các bạn nhìn thấy không, nó không tròn nha. Đằng trước nó không tròn, thấy không, cái đằng trước là nó không tròn. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ vào bên trong thì ở đây nó tròn nè. Các bạn thấy chưa, nó tròn thấy chưa? Các bạn thấy nó tròn không? Đó, nó tròn. Nhưng mà ở đằng trước các bạn thấy nó đi xuống nè.